nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Câu ca dao xưa cứ vương vấn về một vùng đất với vẻ đẹp cuốn hút. Cuốn hút không phải bởi sự hào nhoáng tấp nập, cuốn hút bởi nét chân thật, giản dị trong cái hiện đại vẫn mang vẻ truyền thống, sự phóng khoáng của người vùng cao. Và nói đến nét đẹp văn hóa Cao Bằng, thì một trong những điều khiến người ta lưu luyến nhất có lẽ là hình ảnh những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của những cô gái dân tộc thiểu số. Có những bộ trang phục truyền thống đơn giản với gam màu trầm của rừng núi, nhưng cũng có những bộ váy sặc sỡ là biểu trưng văn hóa của mỗi tộc người. Cao Bằng, mảnh đất của nhiều dân tộc cùng cư trú như Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, Mông. Mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán khác nhau. Theo đó, trang phục cũng có những nét độc đáo riêng biệt. Chỉ cần ngắm nhìn bộ trang phục truyền thống của những người phụ nữ vùng cao, có thể phân biệt được đó là dân tộc nào. Đây cũng chính là niềm tự hào để cộng đồng các dân tộc bao đời nay gìn giữ và lưu truyền bộ trang phục truyền thống của mình cho các thế hệ tiếp nối. Trước hết phải kể đến sự giản dị, nền nã nhưng hết sức tinh tế của trang phục dân tộc Tày. So với một số dân tộc khác, trang phục phụ nữ Tày không rực rỡ nhưng trang nhã, thể hiện tính cách của người phụ nữ Tày chân thành, trầm lắng và sâu sắc. Tất cả từ quần, áo, váy, thắt lưng, túi vải đeo, đuôi giày đến chiếc khăn đội đầu, khăn trùm đều được làm bằng vải tràm dệt thủ công tỉ mỉ, khéo léo. Nét độc đáo trên trang phục phụ nữ Tày là hoa văn không cầu kỳ mà thiên về tạo dáng. Phụ nữ Tày mặc áo tràm dài xẻ tà, vạt áo thường trùm đến bắp chân, tay áo và thân áo bó vừa khít người, đầu vấn khăn ngang. Thêm trang sức vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, xà tích bạc. Hầu như này thì những ngày hội hè này, ví dụ đi hát hò là như là đi hội pháo hoa này, hoặc là những ngày lễ nào này, hoặc là những ngày ăn cưới này, đấy, đi giao lưu ở các xã khác như năm ngoái tôi đi Trùng Khánh đi các thứ này, tôi cũng mặc quần áo dài, mặc từ già nhà đi, thế đi dọc đường thì ôi các cô dâu này đi đâu mà mặc quần áo đẹp thế, xinh thế mà. Thôi đi giao lưu ở Trùng Khánh ấy. Đấy, thế đi dọc đường có năm đi Quảng Nguyên của mình thôi, mặc áo dài như này thì những ông Tây ấy về thì thấy mặc, ôi cô đứng lại để cho cháu chụp ảnh một kiểu. Về sau là gọi hẳn, thấy ai là mặc áo dài như này, ôi về chụp ảnh vài kiểu để đi vào bảo tồn những ông Tây ấy. Đấy, bảo tồn mới được không? Thôi bảo tồn ở đây, những ông Tây các bạn ở đây đâu mà chụp ảnh. Không được, bảo tồn của các bà tôi phải lưu để đấy. Thì tôi thấy các ông Tây là thích quần áo của mình thì tôi thấy rất là vui vẻ. Tại vì các nước khác còn thích nên nói gì đến là cái dân tộc của mình không thích. Nên là dù sao chăng nữa cũng bảo các cháu là không được quên. Lúc nào phải để giữ bản sắc của mình mới được. Giống như trang phục của người Tày, trang phục truyền thống của người Nùng rất giản dị, được cắt may từ loại vải tràm do tự tay họ làm nên. Mỗi bộ trang phục của các nhóm Nùng ở từng địa phương cơ bản đều giống nhau, chỉ khác về cách phối hợp màu sắc trên cổ áo, tay áo hoặc cách chọn màu vải. Nhưng cơ bản vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc Nùng. Sắc tràm chủ đạo với những đường nét đơn giản nhưng rất hài hòa, được làm từ vải thô nhuộm tràm và ít thêu thùa trang trí. Bộ trang sức vòng cổ, khuyên tai làm bằng bạc là một phần quan trọng luôn đi kèm với trang phục.
Độc đáo nhất là những hoa văn ở khuy cổ áo, được làm bằng bạc, có hình con bướm hai bên và gắn các tua hình tam giác. Đây là biểu tượng thể hiện sự cầu mong hạnh phúc của người phụ nữ Nùng. Các hạt bạc còn sử dụng làm khuy áo, trang trí dọc nẹp áo, tạo cho trang phục nét trang trọng riêng biệt. Với cộng đồng dân tộc anh em sinh sống tại Cao Bằng, người Mông chính là một phần của sự thống nhất, đại đoàn kết dân tộc, góp phần làm phong phú cho nền văn hóa đậm đà bản sắc. Nét riêng trong trang phục của dân tộc Mông, đó là trang phục may bằng vải lanh, tự dệt, có màu sắc, sặc sỡ, hoa văn bắt mắt, đặc trưng, phong cách tạo dáng và trang trí công phu, thêu với kiểu váy rộng và đẹp. Phụ nữ Mông thích dùng chiếc ô màu sắc đẹp, vừa có tác dụng che mưa che nắng, vừa làm vật trang sức, tạo nên nét duyên dáng. Ngày nay, với sự phát triển của các loại máy móc, trang phục của phụ nữ dân tộc Mông đã có nhiều thay đổi về mẫu mã và kiểu dáng. Chất liệu cũng được làm bằng những loại vải sẵn có. Chính điều đó đã làm cho trang phục của phụ nữ dân tộc Mông đa dạng và giá thành phù hợp hơn với thu nhập của người dân vùng cao. Trang phục của người phụ nữ Dao Đỏ thể hiện sự sáng tạo, tỉ mỉ trên từng đường kim mũi chỉ, rực rỡ như bông hoa khoe sắc giữa núi rừng. Áo dài quá đầu gối, tay dài rộng, trang trí viền để hở ngực, có hai chuỗi bông màu đỏ rực rỡ. Bên trong mặc yếm vải đỏ, gắn nhiều họa tiết, hoa bằng bạc. Áo chàm dài trang trí hoa văn nhiều màu sắc, đỏ, hồng, vàng, trắng, với các họa tiết đối xứng đẹp mắt. Trên bộ trang phục phụ nữ Dao Đỏ còn đặc biệt bởi chiếc áo yếm được trang trí bằng những chiếc cúc bạc, được chạm khắc biểu tượng hoa mặt trời và mặt trăng. Bên người quấn một dải vải thêu thùa nhiều họa tiết bằng chỉ đỏ, thắt lưng thêu cầu kỳ quấn vòng quanh eo bụng rủ xuống đằng sau ngang tà áo. Những hoa văn trang trí ở hai ống quần tạo nên sự cân đối, hài hòa cho toàn bộ trang phục. Trang phục của người phụ nữ Dao Tiền chủ yếu được làm bằng vải tràm, sử dụng sáp ong tạo nên những hoa văn riêng. Một bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Dao gồm có 6 bộ phận chính, bao gồm áo trong, áo khoác ngoài, chân váy, đai lưng, vải bó chân và khăn quấn đầu. Hoa văn trên bộ trang phục phụ nữ Dao Tiền đều được thêu bằng tay với màu sắc chủ đạo là trắng và xanh tràm. Những hoa văn thêu hình cây cỏ, muông thú và hình người biểu lộ rõ tín ngưỡng văn hóa của người Dao Tiền. Họ quan niệm con người luôn là chủ thể chính, sống chung ôn hòa với thiên nhiên. Những cây cỏ, vật nuôi, khắc họa trên trang phục chính là biểu tượng cuộc sống thường ngày của họ. Điểm độc đáo trong nghệ thuật may trang phục của người Dao Tiền là chấm họa bằng sáp ong và các loại trang sức bạc. Để hoàn thành một bộ trang phục hoàn chỉnh, ngoài kỹ năng thêu thùa, cất may, còn đòi hỏi kỹ năng vẽ bằng sáp ong và chạm khắc bạc. Dù vậy, với mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình, sau những giờ làm việc trên nương rẫy, các bà, các mẹ, các chị truyền kinh nghiệm hướng dẫn con gái, em gái cách chọn và cắt vải, cách thêu các hoa văn, họa tiết trên từng bộ phận của trang phục. Bộ trang phục của phụ nữ Lô Lô thể hiện trình độ và nét thẩm mỹ tinh tế của đồng bào với họa tiết và màu sắc cân đối, hài hòa. Phụ nữ Lô Lô đen mặc quần ống rộng, áo ngắn màu đen tràm để hở bụng, tay áo rộng được ghép bằng nhiều vòng vải màu xanh, đỏ, tím, vàng, thường là 9 vòng màu khác nhau. Phụ nữ Lô Lô đeo đồ trang sức bằng bạc, nhôm, có sắc trắng lấp lánh. Đầu đội khăn thêu hoa sặc sỡ, gắn những bông hoa, chuỗi cườm, buông xuống quanh đầu. Tất cả trang phục là do bàn tay khéo léo của phụ nữ cắt, khâu. Riêng chiếc áo của phụ nữ Lô Lô, đó là một nghệ thuật tạo hình. Áo ngắn hở bụng tinh tế, dù có lao động nặng hay nhẹ,
áo vẫn bó gọn thân hình, thon thả, đẹp như thân lưng những con ong rừng. Ngày nay, phần bụng hở được mặc thêm một lớp áo lót mỏng màu trắng hồng hoặc xanh da trời bằng vải phin. Bộ trang phục của người Lô Lô là đặc biệt, ấn tượng là đằng sau. Rồi mình thấy theo hoa văn rất là nổi bật để làm nên cái vẻ đẹp ấn tượng của người phụ nữ. Và đặc biệt là người Lô Lô có cái nón, gọi là nón của dân tộc Lô Lô thì so với các dân tộc khác thì rất là đặc biệt. Nón này được trang trí rất là cầu kỳ và họa tiết rất là đẹp mắt. Còn với cái chiếc áo của người dân tộc Lô Lô thì chỉ mặc hở nửa thân thôi. Làm thêm điểm nhấn cho các cô gái của Lô Lô là dáng vẻ rất là đẹp và rất là quyến rũ. Còn về cái đội đầu của người Lô Lô là so với các dân tộc khác thì là dân tộc Lô Lô thì cái khăn đội đầu thì gồm có 3 lớp và cuốn rất là cầu kỳ. Mỗi chi tiết, mỗi cái họa tiết ở trên bộ đồ trang phục của người dân tộc Lô Lô đều thể hiện được cái nét tinh xảo, nét khéo léo của người phụ nữ của dân tộc mình. Trang phục truyền thống của phụ nữ Sán Chỉ do chính những đôi bàn tay của các mẹ, các chị em gái làm ra, từ trồng bông, dệt vải, nhuộm màu. Vải có được màu sắc đẹp hay không là do kinh nghiệm và sự khéo léo của mỗi người. Phụ nữ Sán Chỉ mặc áo tràm dài quá đầu gối. Áo có hai tà. Vạt áo trước lệch sang bên phải. Các mép áo được viền vải màu đỏ. Cổ áo thắt lưng vải đỏ, gắn nhiều đồng xu và bông hoa tám cánh bằng bạc. Đầu đội khăn tràm vuông, viền đỏ hoặc quấn tóc vòng trong bằng nhiều kẹp bạc trên đầu. Cài châm và kèm theo các phụ kiện như vòng cổ, vòng tay bằng bạc. Trang phục nam giới là kiểu áo bà ba, có hai túi rộng, quần dài, cạp chun, ống quần rộng để tiện cho việc leo núi đồi. Mỗi bộ trang phục truyền thống không chỉ mang dấu ấn lịch sử mà còn thể hiện giá trị nghệ thuật, tín ngưỡng và khát vọng cao đẹp của từng dân tộc. Chính điều đó đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa sắc màu văn hóa các dân tộc, gìn giữ, phát huy trang phục truyền thống, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam và đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 652 về triển khai thực hiện đề án bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022. Theo đó, đề án sẽ lựa chọn lập hồ sơ khoa học một di sản văn hóa phi vật thể, đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tổ chức hội thảo khoa học về giải pháp bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Cao Bằng, tổ chức truyền dạy nghề dệt khâu thêu trang phục truyền thống, hỗ trợ thuê khung dệt, quay sợi, nguyên vật liệu, phụ kiện phục vụ lớp học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đề án, tháng 6 năm 2022, Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lâm. Hơn ai hết, chính cộng đồng các dân tộc hiểu rõ trang phục là sản phẩm vật chất do con người tạo nên, phục vụ cuộc sống hàng ngày bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc lưu giữ những nét văn hóa trên trang phục truyền thống của các dân tộc đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào, trong đó có trang phục truyền thống, chính là cách để cộng đồng các dân tộc ý thức được rằng việc giữ gìn trang phục truyền thống chính là giữ gìn bản sắc, dấu ấn văn hóa và là niềm tự hào dân tộc.